cuối tuần ngày 21 tháng 11 năm 2021 thì đây Đại Thiên còn xin chào tất cả quý vị cô chú anh chị trong nước cũng như ngoài nước. Thì hiện tại có một cái ca là lời tới nhà xin luôn, thì xe 05 sẽ đi ca này, thì Bắc Giới đang hỗ trợ làm giấy tờ để làm cái ca tản liệm này nha cả nhà. Thì do nay chủ nhật cả nhà nên ra phường xã chứng giấy thì không được, hơi khó, cho nên tôi về nhà tôi làm giấy tại đây cho người nhà ký tên luôn. Thì giấy thì giấy gì thì xin trình bày với diễn giả là giấy xin hỗ trợ kinh phí, thì trong đó kinh phí là áo quan với lại chi phí xe với lại tiền thiêu, thì tổng cộng cái kinh phí đó là 8 triệu đồng nha cả nhà. Cái chi phí này thì là bên hội tự nguyện sẽ sẽ bỏ ra để làm mai táng, xong rồi tôi đi thiêu miễn phí cho bà con nghèo cũng như gia đình của anh này đây. Thì bây giờ ai chồng chạy qua nhà luôn, chạy qua nhà để xin nhờ hỗ trợ. Thì cái này cũng là gần nhà của chú Lai. Chú Lai thì cả nhà cũng biết, chú Lai lúc trước phụ ở đây cả nhà. Chú Lai dắt qua thấy hoàn cảnh cũng khổ quá, chú Lai dắt qua đó để hỗ trợ. Người nhà mình mắc hồi nào chị đây chị? Ngồi kế đó luôn đi chị. Nhà mình mắc hồi nào? Dạ mắc lúc 5 giờ 10. 5 giờ 10 sáng đó hôm nay hả? Dạ. Bị sao mắc rồi chị? Dạ bị bệnh. Dạ. Hai chồng chị là làm như gốc ở Sài Gòn luôn, ở quê lên. Dạ ở Sài Gòn. Hai chồng chị hiện tại đang làm công việc gì? Dạ em đi làm hồ. Làm hồ hả? Dạ. Chị có cháu nào chưa? Dạ em được hai cháu. Hai cháu hả? Có đi học chưa chị? Dạ hai cháu cũng nghỉ học luôn. Nghỉ học á, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu lớn 16 tuổi. Chị nay nhiêu tuổi? Dạ em 23. Anh chị hôm nay cái mùa dịch này công việc làm đồ có ổn định không chị? Dạ không, em mới nghỉ, mới vừa đi làm lại. Làm nay được bao lâu rồi? Dạ em làm nay được 3 tuần. Mà đi làm hồ thì mới làm cái dòng móng á, thì lúc nào người ta làm người ta qua ngày á, mình không có làm đều. Dạ. Dạ. Thì cái thu nhập mà hai chồng vậy sinh hoạt trong cuộc sống thì có khó khăn như thế nào? Dạ cũng khó khăn, tại vì lúc mùa dịch á, lúc mà má em trước khi má em bệnh nhập viện á thì cũng đã mắc nợ số nợ rồi làm trả cái đùng cái dịch lên nữa. Dịch lên nữa thì lại mượn tiền cho ăn uống rồi lo chi phí nhà trọ rồi này kia. Và anh chị ở chung với mẹ hay chú là ở nhà trọ ở? Dạ, chung nói chung là em á thì nhà em ở bên nhà em, nhà ba em á. Dạ. Ba em có một cái phòng dư nhỏ cho vợ chồng em ở đó. Dạ. Còn mẹ chồng em thì với ba chồng em với thằng cháu là ở bên nhà trọ. Rồi tụi em làm thì có tiền đem về vậy đó, hôm với Phan ăn uống. Tại má em cũng lớn tuổi rồi, không có làm. Tại cái cơ mắt là mẹ chồng chị. Dạ, là mẹ chồng. Mẹ chồng. À, mẹ của anh này. Cái gì vậy? Là ghi tên. Là anh là gì của người mất? Anh là gì? Con trai thì ghi con trai vô, người mất, người mất tên. Tên người mất tên gì ghi vô. Không biết cái bệnh mà bệnh cụ thể của bà cụ là bệnh gì chị? Dạ, nói chung là giờ nhiều bệnh ghi trong cái một cái sổ đó là gọi là có đi làm gì phụ không? Dạ không, tại hai bé còn nhỏ quá, với em thấy mùa dịch em cũng chưa cho bé đi. Thì cũng tính với ông xã nói là hai đứa ráng làm để tiền cho hai bé đi học cái nghề. Thôi đừng có xúc động quá, bây giờ chuyện gì cũng xảy ra rồi, bây giờ tụi em ráng hỗ trợ cho mình hết mức có thể.
thì có lẽ phải bên em nếu mà làm thì giấy tờ đầy đủ thì em mới làm cho gia đình được. Thì cái này đột xuất quá, với lại hôm nay trùng vô ngày chủ nhật cho nên cơ quan chức năng họ cũng không có làm việc. Cho nên cái này tụi em hỗ trợ cho mình là hết mình luôn. Thì gia đình cứ yên tâm sẽ không tốn 1.000 nữa hết. Mọi chi phí tụi em sẽ hỗ trợ cho mình hết. Em cũng cảm ơn mấy anh, cảm ơn đội. Chị ở gần nhà chú Lai bên nè. Chú đây chú, lâu quá không gặp. Đây chú Lai đây cả nhà. Về ngồi nè chú Lai. Về đây. Đây làm gì chú? Ở nhà bây giờ không có lượm với chai nữa, giờ ở nhà. Không có lượm với chai nữa hả? Giờ ở nhà không hả? Có làm gì không? Không có làm gì hết trơn á. Bây giờ là chỉ có là coi nhà với người ta thôi. Coi nhà cho tá hả? Coi vậy tháng được nhiêu? Ta cho nhiêu ta cho chứ đâu có cố định với người ta được. Người ta cho mấy nhiêu cho có cho cơm ăn được rồi. Dạ. Cũng đủ sống rồi chứ nữa. Này thấy ốm lắm rồi nghe chú. Ốm vậy con đẻ chứ định bị mập quá. Sợ lắm. Dạ anh chị này ở gần nhà chú bên nè. Nó cũng ở gần cái xóm bên đó đó. Dạ. Thì cũng thấy tội nghiệp lắm, tại vì đó, mấy đứa này nó coi cái hội công hội mình. Dạ. Thì nó có chú Tám mà bây giờ không biết chú Tám ở nhà nào, nó để gặp mấy người quen á. Dạ. Mà nó chỉ. Nó là chỉ là cái lại nhà tôi cái nói cái gì. Nói muốn giúp cái đó thì tôi giúp được, nhưng mà phải chạy xuống gia đình xuống đây cho họ biết đi. Dạ. Nó là họ giúp cho. Dạ. Còn mình như ví dụ giờ tôi nói thì nói tôi không được gì hết. Dạ. Thì cái hoàn cảnh quá nghèo. Tôi cũng thương lắm, tự nói ai gia đình là ai nhà tôi rất giúp đỡ. Đi xin dạo vẫn cho người ta, mình không ăn, mình cứ cho người ta. Dạ. Tôi cũng bây giờ đi giúp mấy đứa này cũng biết hết trơn á. Dạ. Nó là tôi cũng là sao chú ở chú ăn nó sang tôi giúp cho những người khác. Dạ. Mình chia sẻ với nhau. Dạ, chia sẻ như lúc ta cần, người ta cần hơn mình. Đúng chia sẻ lời ta. Dạ. Dạ, tại vì mới lâu gặp tội mấy bà già không có xe đi xin, thì tôi cũng dẫn một hai bà đi xin cho biết đó là được chưa nọ, còn những người đi không được thì tôi giúp cho, tôi xin được tôi cho không sao. Dạ. Hết rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Cảm ơn. Qua lấy áo quan xong rồi lên đường qua Tân Liệm nghe cả nhà. Tầm mấy giờ rồi vậy? Giờ 12 giờ mấy, tầm khoảng 2 giờ mới xong á. Giờ qua Tân Liệm rồi này kia nó cũng hơi lâu. Rồi giờ tiêu cái này là bên Bình Dương nghe cả nhà. Tôi Lạc Nhiên. Do cái ca này độc chức cho nên không có đăng ký trước ở Bình Hưng Hòa nên vô chờ rất là lâu. Thì rút gọn cái thời gian cho mấy anh em với người nhà luôn thì lên Phước Lạc Nhiên là nhanh nhất. Rồi giờ mời cả nhà theo chân con lời mấy anh em qua Tân Liệm nghe cả nhà. Giờ lên đường qua bên đâu rồi bác giới? Rồi qua bên Bình Hưng Hòa B cả nhà. Xong rồi Tân Liệm xong qua bên Bình Dương Thiêu cả nhà. Rồi. Rồi mời cả nhà theo dõi clip của mấy anh em nha cả nhà. Đang vô cái hẻm nhà nha cả nhà. Cái hẻm này nó hơi nhỏ. Vừa chiếc xe thôi. Thì đây là khu nhà trọ nha cả nhà. Rồi thì anh em bắt đầu đem cái áo quan xuống thì cô bên đạo trình chú. Sao? Rồi bây giờ chuẩn bị đưa cái áo quan lên xe đang đi thi nha cả nhà. Rồi anh kia bước ra. Bước ra, lên đó rồi. Em ra cho anh.
Rồi. Đang trên đường đi ra cái hẻm đang đi xuống lò thiêu ở Bình Dương nha cả nhà. Đó, hẻm đường quá nhỏ. Thì cái nhà nãy là cái khu đó là cái khu nhà trọ. Trong đó cũng ở cũng mười mấy phòng. Chú là chồng của cô nha cả nhà. Rồi chú cho con hỏi xíu nha chú. Chú tên gì? Họ luôn hay sao? Dạ. Tôi tên Phạm Văn Hùng. Dạ. Thì chú là chồng. Dạ. Con không biết cô bị gì mắt hả chú? À, bị khi mà trước kia 2 năm. Dạ. Thì bà chở đứa cháu ngoại đó, là cái thằng nhỏ nãy đó. Yeah. Là đi học thì tụi nó đua xe, nó vô cái cua quất bốn thằng nào ra tới quán cà phê trước rồi đó không trả tiền, con nào chạy ra sau nó trả tiền thì quẹt bả thì cái xe ở nhà đó là vô cái lưng cái trống rồi. Yeah. Rồi mổ hết 40 mấy triệu. Yeah. Rồi trong khi đó thì bác sĩ nói về đây mổ là phải là ký giấy xác thực từ mổ được sự sống thì không đảm bảo được. Yeah. Một là sẽ nằm vĩnh viễn, hai là sẽ đi chỉ có 1/1000 thắng thôi. Yeah. Tôi nói thôi giờ gia đình mà tôi không quan trọng, miễn sao sống nó được. Nhưng mà về đó thì bắt đầu yếu dần dần. Yeah. Rồi hơn cả tuần nay thì bà đi làm chứng minh nhân dân đó, ra phơi. Yeah. Nắng nữa, làm thẻ căn cước mới á. Tôi về tôi thấy bà cứ lần từ từ hỏi sao vậy, trời tôi phơi nắng thì sáng giờ mà khi mà số thứ tự nó có sẵn nên khi làm á thì không phải ai muốn chen vô làm được làm. Nói vậy thì đâu, bà lớn tuổi rồi làm chi, phải làm cho nó hợp lệ. Rồi bà về bà nằm giấc dưỡng 4 năm bữa rồi, tôi đi làm thì tôi không an tâm. Rồi ngày hôm qua là thứ bảy thì 10 giờ đêm. Yeah. Thì bà gọi tôi nói ủa gọi cái gì, sao tôi khó thở quá, già mệt quá.
nó thôi bà giờ số phận mà đâu có nói được. Rồi đúng ra là bà chết lúc là 5:20 này. Rồi tôi mới gọi mấy đứa con đó, hồi nãy hai thằng con trai á, tôi nói má mày mất chết rồi. Thì đúng ra là như thế. Rồi tôi nói giờ tiền bạc không có, nhà thì ở thuê. Đó giờ tụi mày tính sao thì tao không biết. Rồi tụi nó đồng tụi nó đi kiếm. Nó mày xin được cái thì xin, chứ giờ lẽ giờ để xác cái gì vô cái khu nhà trọ người ta thì cũng được. Đó rồi tụi nó được rồi, cái thằng Út á là nó liên hệ với mấy ông sao tôi không biết. Rồi xong đó rồi tao nói phải thơ đàng hoàng tiền bạc với ta nha, chứ không phải ai làm không đâu vội xăng dầu của ta nữa, chứ không phải nói chết rồi nói ngang nói ngược là cũng được. Nếu ba đừng lo mấy cái đó tụi con sẽ ấy, rồi người ta tính nhiều thì tụi con sẽ tính lại với người ta, chứ tiền bạc đâu có mà ấy. Nó là như vậy. Thì trước mắt thì con bên hội thiện nguyện BDS của chú Tấn Sang thì xin chia buồn cùng gia đình chú. Thì bên con là hỗ trợ sẽ không đồng cho chú từ thiêu đến tiền xăng cộ, tiền đi lại, tiền hỏa táng luôn, là tụi con là mình bên chú Tấn Sang là hoàn toàn miễn phí nha chú, mình không có tốn tiền. Cái đó thì đúng rồi, tôi rất cảm ơn. Tại vì cuộc sống mà nó từ sáng giờ tôi cũng mừng thật, mừng thật đến bây giờ người thì đã chết mà người thân của mình giờ ai cũng vậy thôi. Rồi tiền bạc giờ đang vô cái hoạn nạn nữa, đang vô cái dịch này dịch nọ nữa, rồi tiền bạc đâu đấy. Thôi tụi con sẽ cố chờ hỏi người này người kia cho. Nhưng mà ở phường tôi cũng, phường nghĩa là giờ tôi đang ở vẫn tốt. Gọi nó hồi 8 giờ nó biểu 10 rưỡi. Còn không làm thôi. Nó chờ người ta chết mà nói kiểu cái thằng khu vực nó để xác thực, nó để làm giấy tờ xác chứng tử, nó biểu 10 rưỡi mới làm. Cái tụi nó nói vậy các bạn biết đúng rồi, tự về bên ngành công an với quỹ ban là không có làm thứ bảy khu vực. Tự về cái thì con biết con mới hỏi ba, từ ba làm bên đó là làm sao con mới hỏi ba thứ bảy chủ nhật là giờ không ai ký á, họ chỉ xác nhận thôi. Rồi đó thì xác nhận xong thì giờ cái giấy chứng tử chính đó thì về bên quỹ ban nó còn giữ. Rồi tao nói mày làm gì làm, phải cầm cái giấy về, giờ giấy tờ người ta trả thì bắt người ta photo ra để xác thực, chứ giờ không tự nhiên mày về ra mày nói miệng là lấy cái gì làm bằng chứng rồi người ta có tin mình hay là không tin nữa. Rồi đó thì đó là hai tờ nãy là tờ photo, giờ cái tờ chính nó qua hô thứ hai lên làm giấy tờ. Tới giờ tôi không biết tụi nói sao đó, tại tôi nó đi không, tụi nó đi mà tôi không biết thì sao đó. Nó lùa tôi lên xe rồi, tôi thâu ba lên xe đi. Rồi tụi con theo, tụi nó đem giấy chứng tử rồi đi cho người ta đó, chứ không phải là lên đó rồi lấy rồi già. Chú được bao nhiêu người con rồi? Ba đứa, một gái hai trai. Thì cũng sống gần hết hay sao chú? Thì tụi nó tự lập hết, tự cái tấm tôi thì không thích ở chung, không phải là ấy. Từ cái mỗi thế hệ mà tiếng nó lớn với gia đình, với cha mẹ tôi không thích. Nên tụi nó ở nhà và thấy tôi về là tụi nó lẻn đi hết à. Thì hồi nãy là hai thằng con trai. Còn đứa con gái thì nó theo chồng nó rồi, nó gọi con điện cũng được. Mình là gốc Sài Gòn hết hay con? Vợ tôi là do là đúng ra là dân dân viện, dân Bù Chu phát điện. Chứ là vợ tôi là ngày xưa là phường 15 quận 10 ngay chợ Hòa Hưng đó. Rồi vợ tôi làm ở bệnh viện Chuyên Dương á, làm được 22 năm mới nghỉ hưu đây thôi. Còn tôi thì đi làm bảo vệ tư nhân, rồi lớn tuổi rồi không còn làm bảo vệ tư nhân nữa. Giờ tôi về đội văn phòng ở phường 9 quận 4 nè. Chú là mình văn phòng. Đội văn phòng đầu quận 9, phường 9 quận 4 là làm bên ngành công an á. Có kiểm kê với coi mấy đồn cấp này nọ kia bị bắt á. Thật chất mình chứ không làm gì, giờ lớn tuổi rồi làm được cái gì. Chứ hộ khẩu tôi thì ở quận 4, ở phường 6 quận 4 lận.
nên giờ tôi thì đã chuyển hộ khẩu về đây rồi. Giờ chú cũng ở chỗ ở hiện tại hay là bên ở bên quận Tư? Vẫn ở đó, giờ con tôi thì nó vòng vòng đó, hộ khẩu nó ở đây hết. Dạ. Hộ khẩu đó hết rồi, con tôi cũng ở đó, giờ còn đứa cháu ngoại nữa kìa. Giờ là sáng 5 giờ tôi đi làm tới 3 giờ tôi về, tôi đang nhức đầu cái chỗ này, tôi nói tụi nó coi giùm cháu đi. Dạ. Tụi nó là con gái lớn của tôi, tụi nó gọi má của thằng này là chị làm. Nó dạ. Để tụi con coi lại, tao nói coi hay không coi, thôi đừng có để coi lại cái kiểu này, tao không thích. Dạ. Nó bà kỳ quá, cái gì nó ra cái đó chứ, đợi coi, đợi cái gì, đợi tắt thở rồi mày nói con làm không kịp sao. Dạ. Nó nãy nó lẻn lẻn, nó không có ngồi chung lại như vậy, nó đi tôi tính nó cái gì, nó thật là thật, giả là giả, chứ đừng có ba rội tôi chắc. Dạ. Thôi chứ không có gì hết, thật chất là bà chết tôi cũng đúng là vợ chồng sống hơn 40 năm rồi. Dạ. Tôi lấy bả năm 77 tới nay. Dạ. Con gái lớn tôi năm nay 40 mấy tuổi, thằng Út hồi nãy á là làm giấy tờ ấy là nó 38 tuổi rồi, 37 38 tuổi rồi. Dạ. Nên là cuộc sống là giờ tụi nó có gia đình hết rồi, tôi sống giờ tôi chứ không gì hết, nên buồn thì thôi. Dạ. Cái gì nó cũng phải có cái buồn chứ, ai mà muốn bao giờ. Dạ. Giờ bả 10 mấy đêm á, cái đêm qua đó là đêm đó, đúng là đêm qua đêm thứ bảy, 10 mấy đêm bây giờ tôi cũng mệt quá, không với bà mệt mà thì ra ai ngồi lại với tôi bán nó, chờ tôi nằm hơn cả tuần nay rồi ngồi gì nổi nó, rồi tới 5:20 sáng là bà tắt thở nó đi. Dạ. Rồi tôi mới gọi tôi nói bây giờ má mày đã chết rồi, mất rồi đó, tụi mày vừa coi lên coi mặt lần cuối đi, tôi má mày vui lòng đi chứ, lẽ giờ có con mà không có đứa nào về cũng muốn được. Dạ. Đó, vậy thôi. Bây giờ đi đó tụi nó còn chưa muốn đưa đi nữa. Dạ. Nó lùa rồi tôi nói thôi mình đi giờ cái tiền bạc đó lần này tôi mới rối nè. Dạ, con nói chú là chú đừng có lo, ở đây là tụi con hỗ trợ cho chú miễn phí mà. Bây giờ xe cộ miễn phí rồi, cái con quay quan là miễn phí luôn. Rồi quả tán này. Quả tán cũng miễn phí luôn, đã hỗ trợ cho chú hết mà. Rồi vậy là đúng rồi. Cuộc sống rồi. Cảm ơn nhiều. Bây giờ giấy tờ đâu rồi để cho người ta làm? Thì con đang đợi con, chú đang đem giấy tờ lên nè. Gọi tụi nó chưa nè. Dạ gọi rồi. Thôi chú đừng buồn nữa nha. Tại người ta chạy xe Honda lên chưa kịp á. Sao vậy? Dạ, sáng đó nó mất không có tiền, nó quảng hồn á, cái không có tiền nó phải đi cầm chiếc xe. Dạ. Dạ rồi hồi nãy không có xe đi. Dạ. Thì em nói là có nhờ mấy anh giúp giùm á. Dạ. Nên thôi chuột xe lại để đi làm. Dạ. Chứ không có xe rồi đi làm bằng cách nào. Dạ. Dạ, rồi hồi nãy mới đi cầm 10 triệu mà chuột lại là 10.300.000. Dạ. Dạ, rồi lúc nãy nên mới kể, không đi kịp với mấy anh. Dạ, dạ. Mới 200 luôn cơ rồi. Cái giới hạn này là ngày mai 12 giờ lên lấy cốt đó chị. Đây, mai chị cầm cái giới hạn này lên đây là họ đưa cốt cho mình. Nếu nó tự trả lại cho mình. Dạ, ngày mai lên không có tốn tiền gì hết nha. Dạ. Em lo chú ý hết rồi. Rồi, thì bây giờ tụi con cũng đã xong cái nhiệm vụ lần này rồi nha cả nhà. Giờ ba anh em tụi con sẽ về. Sao bác giấy? Giờ về. Bếp lắm, đuối lắm. Làm gì đuối? Ca này sao em? Thì ca này nói chung bây giờ hoàn cảnh thì khó khăn thực sự đó. Do hôm nay chủ nhật chỉ tài không có làm được nên cũng mong cả nhà thông cảm. Thì con cũng đã giúp hết sức rồi. Thì tới đây cũng là cuối cùng rồi. Giờ cũng cầu cho cô sớm được siêu thoát. Bà cụ chứ, con xin lỗi cả nhà. Cầu cho bà cụ sớm được siêu thoát nơi chính suối nha cả nhà. Cầu mong cho gia đình luôn được nhiều sức khỏe. Rồi, giờ xin phép kết thúc video tại đây. Ba anh em quay về lại hội để nhận ca tiếp tục đi hỗ trợ cho bà con nha cả nhà. Sao tèo?
Thì nói chung tình hình dịch thì cũng mới hết, thì ai cũng khổ quá, mà nhìn người ta khổ mình cũng tội. Không có gì nói nhiều hơn nữa thôi, thì ba anh em tụi con xin buồn với lại gia đình, mong gia đình và cả nhà được nhiều sức khỏe. Rồi. Xin chào cả nhà, nhớ like ủng hộ kênh của Hội Thiện Nguyện BDS cũng như kênh Tánh Sang Nhiều Chuyện và kênh của cô Thủy Thủy Cuộc Sống Đời Thường nha cả nhà. Con xin chào và hẹn gặp.